Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Ý nghĩa an cư kiết hạ trong Phật giáo. Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, có một hôm Đức Phật và đệ tử của Ngài đi theo một bờ sông. Lúc bấy giờ có một khúc cây đang trôi theo cái dòng nước ở giữa dòng sông đó. Đức Phật mới đưa tay chỉ cái khúc cây và bảo tất cả những đệ tử của Ngài như thế này: Này các con, nếu như cái khúc cây này mà nó không bị tấp vào bờ bên này, không bị tấp vào bờ bên kia, nếu như khúc cây này không bị người cướp lấy, không bị trời cướp lấy, nếu như khúc cây này không bị mắc cạn vào ở trong cái cùng cát ở giữa dòng sông, không bị cái chỗ nước xoáy nó hút vào ở dưới đáy, thì ta nói với các con rằng khúc cây này nó sẽ trôi ra biển cả đại dương. Thưa quý vị, hình ảnh của một khúc cây như vậy, những lời của Đức Phật dạy như vậy, nói với chúng ta điều gì ở đây đây? Giống như một người đi trên con đường của Phật, con đường hướng về biển cả giải thoát và giác ngộ. Nếu như ai đó đang bước đi trên đó, mà nếu không bị tấp vào bờ bên này, không bị tấp vào bờ bên kia, những bờ nào đấy? Đó là những bờ của tà kiến, biên kiến đầy dày ở giữa thế gian này. Nào anh, nào tôi, nào phe này, nào phải nọ, nào bên này và bên kia. Ai đó đi trên con đường cầu giải hoặc giác ngộ, mà nếu bị kẹt vào ở trong bên này, kẹt vào trong bên kia, kẹt vào chế độ này, ý thức hệ này, đối kháng lại với chế độ ý thức hệ kia, kẹt vào tà kiến, thường kiến hay là đoàn kiến, tức là những quan điểm chủ trương cực đoan cho rằng con người ta có một linh hồn bất tử, hoặc là cho rằng con người ta chết rồi là hết. Những kẻ như vậy, Đức Phật gọi là những kẻ bị tấp vào bờ bên này hoặc bị tấp vào bờ bên kia. Như một khúc cây nếu không bị người cướp lấy, không bị trời cướp lấy. Bị người cướp lấy là thế nào? Bị người cướp lấy đó là nghe những lời ngon ngọt tán dương, ca ngợi, sự ngủ vùi mình ở trong đó, mà không biết được rằng mình phải tiếp tục bước đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Hoặc nghe những lời chửi rủa mắng nhiếc, hoặc là gặp phải những chướng ngại chông gai ở trên đời, mà mình nặng lòng nặng chí, không còn thể tiếp tục bước đi nữa. Những kẻ đó là ai? Chính là những người mà bị người cướp lấy, như một khúc cây bị người cướp lấy. Người ta đem lời ngon tiếng ngọt tới mà dù dỗ, người ta đem những lời mắng giết tới mà chửi bới. Nếu như một kẻ đang đi trên con đường đạo hành, tu đạo giải thoát giác ngộ, mà vì những lời ngon tiếng ngọt, vì những lời chê tiếng tắt, mà mình đắm nhiệm vào đó, mình buồn phiền bởi nó, làm sao mình có thể đi tới trên con đường cầu đạo giải thoát giác ngộ đấy? Bị trời cướp lấy là thế nào? Một khúc cây bị trời cướp lấy thì cũng giống như một con người đi trên con đường giải thoát giác ngộ, nhưng rồi vì danh vì lời sa vào ở trong cạm bẫy của thế gian, để rồi chỉ biết cầu danh cầu lợi, cầu quyền cáo chức trọng, gắn mình với những cái thế lực của thế gian bên ngoài, để chỉ hưởng lấy những phước báu ở giữa thế gian này, như là phước báu ở trên cõi trời. Những ai để như thế, bước chân vào đạo giải thoát giác ngộ,
mà chỉ biết cầu lời danh phù phiếm không thôi. Những kẻ đó không khác gì như một khúc cây bị trời cướp lấy vậy. Một khúc cây bị mắc cạn vào ở đấy cùng cạn nổi lên dưới dòng sông. Cũng như vậy, một cái tâm kiêu ngạo một khi mà trỗi dậy, hống hách, khoác lác, chỉ biết có mình là hơn hết tất cả trên đời, coi thường hết tất cả mọi người. Ai mang cái tâm kiêu ngạo đó mà sống, kẻ đó không làm sao đi tới biển giác ngộ giải thoát được hết tất cả. Như một khúc cây bị hút vào ở trong cái vùng nước xoáy là thế nào? Vùng nước xoáy ấy chính là chỉ cho cái dòng sông của ái dục đó. Một kẻ cầu đào giải thoát mà bị cái lòng tham dục ái dục, nó như một cái dòng nước xoáy hút vào ở trong đó. Kẻ đó cuối cùng sẽ còn làm nô lệ cho ái dục mà thôi. Kẻ đó không làm sao có thể cất bước đi tới phương trời cao rộng của giải thoát giác ngộ được nữa. Như một khúc cây bị tấp vào bên này bên kia, bị mắc cạn vào ở nơi cùng cả, bị người bị trời cướp lấy, bị dòng nước xoáy hút vào, khúc cây đó sẽ không làm sao trôi ra biển cả đại dương. Một con người tu đạo giải thoát giác ngộ mà bị rơi vào những tà kiến của bên này bên kia, bị những khen chế phỉ báng của thế gian này lung lạc tâm trí, bị những lời danh phù phiếm mua chuộc, bị lòng kiêu ngạo thống hách chần đứng con đường đi của mình, hoặc là đắm nhiệm vào trong cái dòng ái dục không làm sao thoát ra được, những kẻ đó không làm sao có thể đi tới biển đại dương của giải thoát giác ngộ được hết. Kính thưa quý vị, những người xuất gia con Phật tâm chỉ cầu đạo giải thoát giác ngộ, không ai là không có hết tất cả. Nhưng rồi trên con đường tu học của mình, nhất là trên con đường hành đạo giữa một thời buổi đầy phức tạp và nhiễu nhương như thế này, làm sao tránh khỏi được hoàn toàn những thị phi lung lạc tâm ý của mình, những lời danh mua chuộc lòng mình đấy, những lời ngon tiếng ngọt của thế gian làm che mờ tâm trí trong sáng của mình trong buổi đầu. Ai đi tu mà không có cái chí nguyện cao cả ban đầu, không có cái tâm hồn trong sáng đẹp đẽ ban đầu, nhưng rồi trong va chạm, trong tiếp xúc, cũng không hiếm gì những người bị cuốn hút vào ở trong vòng xoáy của thế gian, để được cuối cùng chẳng thấy đâu là con đường giải thoát giác ngộ được nữa. Uống một đời làm người xuất gia con Phật. Chính vì vậy cho nên, ngay từ thời của Đức Phật và trải qua 2.500 năm hơn cho đến cả ngày nay, những người xuất gia con Phật đó vẫn giữ lấy một cái truyền thống, đó là mỗi năm dù mình tu học ở đâu, dù mình hành đạo ở đâu, cũng tìm về với nhau để cùng nhau cộng trụ mà an cư kiết hạ. An cư là thế nào? An là an tình cái tâm hồn của mình, đừng để cái tâm này là bị lung lay, bị dao động vì những cám dỗ và chướng ngại ở trong cuộc đời. An tình cái tâm này, để cho cái tâm này giữ mãi như một mặt nước trong suốt, không bị vận đục. An tình tâm này chính là để cái tâm này nuôi mãi cái chí nguyện tu học chánh pháp để phụng sự quần sanh. Ngoài ra hoàn toàn không vì danh vì lợi, không vì bất cứ một cái gì khác hơn hết cả. Và cứ ấy chính là ở yên một chỗ trong một hàng kỳ nhất định, hoặc là 3 tháng bao nhiêu ngày, để trong suốt cái thời gian ở yên một chỗ đó, tâm này đừng nghĩ bậy, miệng này không nói chuyện thị phi, thân này không làm những việc lăng xăng, để chỉ trong thời gian đó nhất tâm tu niệm mà thôi. Nói như những người ở thế gian, khi ra làm việc đời, cần có biết bao nhiêu một cái khoảng khắc để mình có một mái nhà trở về mà nuôi dưỡng lại cái tâm trí của mình. Cần biết bao nhiêu những người đi ra ngoài, ngày xưa gọi là hành hiệp giang hồ, cần có một thời gian trở về
để mà đào luyện lại, tu luyện lại cái nội tâm của mình, nội lực của mình. Còn nếu không, nguy hiểm vô cùng. Đã từng có cái hình ảnh của một người tu sĩ ở trên núi, rồi từ dạ thầy đệ mà xuống núi mà đi hành đạo. Khi đi xuống, mặt mũi mình trong sáng đẹp đẽ biết bao nhiêu, mãi trải có bao nhiêu năm tháng hành đạo chỗ này, hành đạo chỗ khác, được người ta khen người tán dương cũng là nhiều, mà cũng không hiếm những người chỉ trích chê bai. Thế rồi cái người tu sĩ này trong một hôm nhớ thầy ở trên núi, lặn lội tìm đường trở về. Nhưng rồi khi trở về, coi mặt mình ở dưới dòng nước, mà thấy cái khuôn mặt của mình hơi ôi, không còn là khuôn mặt ngày xưa nữa. Khuôn mặt này bây giờ sao mà nó kỳ gì như một khuôn mặt của ma quỷ. Cho nên để giữ lại cái mặt mũi xưa nay của mình, để gìn giữ lại cái tâm hồn trong sáng đẹp đẽ của mình, để nuôi dưỡng cái chí nguyện làm người xuất gia giữa một thế giới đầy những cám dỗ như thế này, cần biết bao nhiêu cho những người con Phật xuất gia trở về để mà an tình tâm hồn của mình. Truyền thống an cư kiết hạ trong Phật giáo là như thế. Sở dĩ gọi là kiết hạ là bởi vì chư tăng kiết giới để an cư ở trong cái mùa hạ, là cái mùa mà ở Ấn Độ mưa bão rất nhiều, côn trùng đầy ở khắp tất cả mọi nơi. Vì mưa, vì gió, vì không muốn dẫm đạp lên những côn trùng, mà theo cái truyền thống của Ấn Độ ngày xưa, Đức Phật chế định cho những bậc sa môn lấy thời gian đó làm cái thời gian để an cư, để tu niệm, để thiền định, để lễ sám, mà gột rửa hết tất cả những ô nhiễm ở đất thân tâm của mình. Kính thưa quý vị, truyền thống an cư đó, ai là người xuất gia con Phật không thể bỏ. Nếu bỏ thì đạo nghiệp không thành, đạo lực không có. Cho nên trên 2500 năm rồi, dù hoàn cảnh khó khăn đến như thế nào, dù chướng ngại chông gai đến đâu đi chăng nữa, tất cả những người xuất gia con Phật đều mỗi năm có một thời gian để mà an cư như thế. Và ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, hơn 17 năm đã trôi qua, không năm nào mà không có an cư kiết hạ ở tại nơi đây hết cả. Năm nay trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam sẽ tổ chức an cư kiết hạ cho chư tăng chư ni kể từ thứ hai tới đây, ngày 29 tháng 6, và sẽ thực hiện trong 2 tuần lễ, chấm dứt vào ngày 11 tháng 7 năm 2009. Trong suốt thời gian an cư kiết hạ này, chư tăng sẽ cùng nhau sống theo giáo pháp lục hòa mà Đức Phật đã chế định, cùng nhau lễ sám, nhìn lại mình để mà thấy rõ tất cả những lỗi lầm sai trái nào ở đi chính mình, mà thành tâm sám hối cho bao nhiêu tội lỗi được tiêu trừ, thân tâm được an tịnh. Cũng trong thời gian an cư kiết hạ này, chư tăng sẽ tụng niệm nghiêm trì giới luật để trượng dưỡng lấy cái giới thân huệ mạng của mình giữa một thời buổi đầy nhiễu nhương, đầy cám dỗ, đầy chướng ngại cho con đường tu đạo giải thoát giác ngộ của mình. Kính thưa quý vị, màng mạch của Phật pháp, yếu tố quyết định mà làm cho Phật pháp thính hình hay suy vong là ở nơi hình ảnh của người tu sĩ đó. Thời đại nào mà tu sĩ không giữ lại cái nếp sống của mình, không giữ lại cái chí nguyện của mình, không giữ lại cái giới hành của mình, đó là thời suy tàn của Phật pháp. Thời đại nào, dù ngay cả không có bao nhiêu người theo đi chăng nữa, nhưng mà vẫn còn đó những người tu sĩ sống với nhau trong hòa hợp, trong tỉnh thức, sống mà giữ gìn cái giới hành và chí nguyện của mình. Thời đó, thưa quý vị, chính là thời hưng thịnh của Phật pháp. Cho nên màng mạch của Phật pháp vốn nằm ở đấy chư tăng, và chính vì vậy mà chư tăng an cư kiết hạ, chính là để đủ đạo lực
mà gìn giữ lại cái mạng mạch cho Phật pháp được tồn tại ở giữa thế gian này đấy. Cho nên nơi đâu mà có an cư kiệt hạ, nơi đó Phật pháp trường tồn. Nơi đâu mà chư tăng không sống theo giới hành của mình, nơi đó dù chùa to Phật lớn đến đâu cũng sẽ suy tàn mà thôi. Chính vì ý thức như vậy mà trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, dù ngay từ cái thời mà đang còn thô sơ thiếu thốn mọi bề, từ những năm đầu tiên ngay khi chỉ còn mới có một chiếc liều, an cư kiệt hạ đã không bao giờ không có mỗi năm, và cho đến năm nay đã là năm thứ 18 rồi. An cư kiệt hạ của năm nay được bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng của ngày thứ hai, ngày 29 tháng 6, và cũng sẽ làm lễ từ tứ 11 tháng 7 năm 2009. Trong suốt thời gian chư tăng vân tập về an cư kiệt hạ, chúng tôi hết sức mong mỏi các Phật tử, thứ nhất, xin giữ gìn cho cái sự an tịnh của mảnh đất già lam này. Tuyệt đối đừng nghĩ, đừng nói bất cứ chuyện thị phi thế gian điên đạo nào ở nơi đấy hết cả. Tất cả những gì mà nó không đưa tới sự an tịnh của tâm hồn, xin loại bỏ hết tất cả những cái đó. Xin để tất cả những cái đó nằm ở ngoài công chùa. Đối với những Phật tử từng gánh vác Phật sự tại ngôi chùa này, tôi thành tâm mà kêu gọi, mong mỏi, tuyệt đối đừng bao giờ nói chuyện thị phi, đừng bao giờ nói chuyện thế gian tranh chấp, đừng bao giờ tạo ra những xáo trộn ở trên cái mảnh đất già lam đang cần sự an tịnh để chư tăng tu nghiệp. Những gì mà đưa tới sự bất tịnh, sự bất an, xin để tất cả những kẻ đó ở bên ngoài công chùa. Thứ hai, trong suốt cái thời gian tăng ni an cư kiệt hạ, những Phật tử nào phát tâm muốn cùng với chư tăng mà tu niệm, thì những Phật tử đó xin liên hệ tại văn phòng để ghi tên trước. Quý vị có thể phát tâm tu niệm một tuần lễ hoặc hai tuần lễ, thậm chí có thể chỉ trong 3 ngày mà thôi. 3 ngày đó, 1 tuần, 2 tuần lễ đó, những người Phật tử cư sĩ tòng hà cùng chư tăng cũng phải trao đổi tất cả cái thời khóa được quy định cho chư tăng tu niệm ở trong khoảng thời gian này. Những vị đó xin ghi tên ở tại văn phòng. Quý vị biết rằng có những người Phật tử từ ở tại Washington DC, từ ở tại California, hàng năm nghỉ phép không phải để đi nghỉ mát chỗ nào, mà nghỉ phép chỉ để xin về đây mà tòng hà cùng chư tăng mà tu niệm. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái việc mà tòng hà cùng chư tăng mà tu niệm đó đáng trân quý biết bao nhiêu. Thứ ba nữa, trong suốt thời gian mà chư tăng an cư kiệt hạ, những thời khóa lễ sám, đặc biệt năm nay mở ra một cái công khóa niệm Phật trong suốt cả cái thời gian tu niệm đó, những Phật tử đó tùy hoàn cảnh điều kiện của mình có thể trở về chùa để tham dự, hoặc là chỉ một buổi lễ sám, hoặc là một buổi công khóa niệm Phật, để mình có thể sống ở trong cái cam lồ của chánh pháp. Mỗi ngày mỗi ngày, bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, và bắt đầu từ 2 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều, đều có công khóa niệm Phật và lễ sám ở tại nơi đây. Phật tự tùy nghi có thể sắp xếp công năng việc làm, không thể tham dự để tòng hà cùng chư tăng cả ngày cả đêm, thì có thể về chùa tham dự những thời khóa lễ sám hoặc công khóa niệm Phật trong suốt cái thời gian đó, tùy theo ngày nào mình có thể được. Và đặc biệt hơn nữa, đó là trong thời gian chư tăng an cư kiệt hạ này, một đạo tràng sẽ được mở ra mỗi tối, bắt đầu từ 8 giờ tối và chấm dứt lúc 9 giờ 15 ở tại ngôi chánh điện này. Đạo tràng chư tăng chư ni cùng với những Phật tử tòng hà sẽ cùng nhau tụng niệm cầu nguyện.
cùng nhau tùng đọc trở lại những lời của Đức Phật dạy, và đem cái phước lành đó mà hồi hướng cho dân tộc, cho thế giới, cho tất cả muôn loài chúng sanh. Những Phật tử nào không thể tham dự những thời khóa ban ngày, không thể tham dự để đồng hà cùng với chư tăng tu niệm, những Phật tử đó có thể về chùa mỗi tối, kể từ tối thứ hai ngày 29 tháng 6 cho đến tối thứ sáu ngày 10 tháng 7, mỗi tối như vậy, để chúng ta cùng với chư tăng đang sống trong cái không khí thanh tịnh của mùa an cư, cùng tu niệm, cùng nghe những lời Phật dạy, cùng cầu nguyện cho chính mình, cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc, cho quê hương xứ sở, cho thế giới, cho tất cả muôn loài chúng sanh. Đạo tràng năm nay đặc biệt sẽ tùng một cái bài kinh mà Phật dạy đặc biệt cho người Phật tử cư sĩ, làm sao để sống với tất cả phước lành ở trong đời, làm sao để sống an lạc hạnh phúc giữa một thế giới, giữa một hoàn cảnh đầy những trói buộc như thế này. Bài kinh đặc biệt đó là trung tâm của cái đạo tràng tu học trong mùa an cư năm nay đối với tất cả Phật tử cư sĩ tại gia. Chúng tôi xin thông báo như vậy, mong tất cả quý vị mỗi tối về chùa lúc 8 giờ để chúng ta cùng tùng niệm, cùng đọc lại những lời Phật dạy, cùng đem tâm thành của mình mà cầu nguyện cho mình, cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, cho dân tộc, cho thế giới, ở trong cái đạo tràng mỗi tối từ 8 giờ cho đến 9 giờ 15 là chấm dứt. Các Phật tử cũng có thể nương vào ở trong cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong suốt mùa an cư này để mà ghi danh cầu an cầu siêu cho hương linh quả cổ hoặc là cho thân bằng quyến thuộc hiện còn. Đức chúng như thật, một người rất có thể chẳng là gì, nhưng mà khi một chúng tăng tập hợp trở lại thì cái đức đó lớn như biển lớn vậy đó. Nương vào đức đó để cầu nguyện cho mình, cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, như chính Đức Phật đã dạy cho ngài một kiền viên xưa kia. Nương vào cái đức của chúng tăng thanh tịnh ở trong mùa an cư, trong ngày tử tứ, mà cầu nguyện cho cha mẹ của mình để mà làm tròn hiếu đạo. Thì ở đây cũng vậy, trong suốt thời gian chư tăng an cư kiệt hạ, đặc biệt trong cái đạo tràng mỗi tối, quý vị có thể ghi danh để cầu an cầu siêu cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.